Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì như vậy là chúng ta đã kết thúc một tháng 3, phải nói là rất là nhiều sóng gió như chúng ta đã dự đoán, đúng không ạ? Bitcoin xuống 19.000, sau đó Bitcoin lại lên lại những cái mức giá đỉnh của năm 2023 với hàng loạt những cái sự kiện, những cái thông tin phút ra trên thị trường, cũng như là hàng loạt những cái sự kiện là sập ngân hàng ra. Thế thì trong tháng 4 này chúng ta còn có thể đón nhận một cái tháng gọi là biến động hay không, hay là những thông tin nào nó có thể tác động thị trường trong thời gian sắp tới, thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và cập nhật với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay, trong ngày đầu tiên của tháng 4. Yeah. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả nội dung chính của video. Thì trước khi mà phân tích kỹ hơn về chart cầu thị, chúng ta sẽ xem một số những thông tin vĩ mô trên thị trường có thể tác động đến thị trường crypto trong thời gian sắp tới. Và lúc 19:30 ngày hôm qua, tức là ngày 31 tháng 3, thì thông tin được thị trường tài chính quan tâm nhất đó chính là chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE theo tháng đã chính thức được công bố. Và khác với cả dự đoán của đa số các chuyên gia, thì chỉ số PCE đã giảm xuống mức là 0.13%. Thấp hơn 0.1% so với dự đoán trước đó là 0.14. Và với cái sự giảm điểm của PCE thì nó đã kéo theo là PCE 5 cũng giảm theo. Cụ thể thì trên một cái bài đăng của một nhà đầu tư có tên là Charlie thì đã phân tích về cái việc là chỉ số PCE theo năm đã giảm xuống mức là 5%. Và nếu như tính theo quá khứ ấy, thì đây là cái mức giảm điểm thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021 của cái chỉ số này. Trước đó thì đỉnh của chỉ số này nó rơi vào khoảng 7% vào tháng 6 năm 2022. Và với cái sự giảm điểm này của PCE thì thường sẽ gây tác động xấu cho đồng USD. Cụ thể nhất là nếu chúng ta check quánh chạp đô la DXY thì chúng ta có thể thấy là cái thời điểm thông tin PCE này được công bố thì DXY đã có pha giảm nhẹ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây lại là thông tin mà tốt cho BTC, vì thường thường là DXY có xu hướng giảm thì BTC lại có xu hướng ngược lại, sẽ là xu hướng tăng giá. Cái thông tin vĩ mô tiếp theo mà mình muốn cập nhật cho các bạn liên quan đến thông tin về việc chính quyền Mỹ họ vừa mới bán một cái số lượng khá lớn Bitcoin. Cụ thể là trên cái trang tweet của một bên thông cáo báo chí, đó là ngày 31 tháng 3 thì chính quyền Mỹ đã bán khoảng 9.861 Bitcoin và thu về 216 triệu đô ở thời điểm đó với giá ở quanh vùng là 21.800. Tuy nhiên thì cái mức phí mà bên chính quyền Mỹ phải trả để thực hiện giao dịch này lên tới 215.000 USD. Và đáng chú ý hơn thì đây chính là số Bitcoin mà chính quyền Mỹ chuyển lên sàn Coinbase vào đầu tháng 3 vừa rồi. Và được biết thì số Bitcoin liên quan đến cái chợ đen Internet khét tiếng là Silk Road, cụ thể là năm 2013, Mỹ cũng đã triệt phá Silk Road và thu về 69.369 Bitcoin từ cá nhân với cái bảng mới, cái mật danh là X, 50.000 Bitcoin từ James Jones và rất nhiều Bitcoin khác được Mỹ tịch thu trong cái vụ án liên quan đến Silk Road trong suốt vài năm vừa qua. Và giờ đây thì theo thông tin chi tiết từ những cái dữ liệu của tòa án thì chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch là bán tới 41.500 Bitcoin được thu về từ Silk Road thông qua 4 đợt khác nhau trong năm nay. Khoản Bitcoin kích xù này đang trị giá tới 1,1 tỷ USD. Và ngoài ra thì trong cái tài liệu cũng tiết lộ rằng là chính phủ Mỹ đã bắt đầu thanh lý 51.351 Bitcoin được tịch thu từ ông trùm khét tiếng là Ross Obisch. Và ngay sau khi mà tin tức về cái việc mà chính phủ Mỹ dự định thanh lý Bitcoin thì được tung ra, thì Trinh Sun đã nhanh chóng có bài tweet đó là đề xuất thu mua 41.000 Bitcoin với mức giá chiết khấu là 10%. Và Jason Dunn thì cũng tin rằng là cái thỏa thuận này sẽ giảm bớt một cái tác động tiềm tàng lên thị trường. Tuy nhiên thì trong cộng đồng crypto thì cũng đang nghi ngờ về cái lời nói của Jason Dunn, bởi vì sao? Vì ông đang là một cái đối tượng điều tra của SEC, thì có thể là trong thông tin này trong thời gian tới sẽ có thể dùng để làm những thông tin phốt để tung ra để ép giá khi mà thị trường cần có cái sự điều chỉnh, thì các bạn cũng cần phải chú ý đến những thông tin này. Mặc dù là có những thông tin liên quan đến việc là chính quyền Mỹ có thể bán số Bitcoin, tuy nhiên thì có thể thấy là trong thời gian vừa rồi thì Fed đã tung ra một gói cứu trợ lên tới hàng trăm tỷ USD cho những cái ngân hàng, và người dùng họ đang có cái xu hướng là cũng chuyển tiền từ ngân hàng cũng sang đầu tư crypto. Thì chúng ta có thể nhìn giá Bitcoin trong tháng 3 trong giai đoạn cuối tháng duy trì ở mức tăng trưởng tương đối tốt, ổn định sau cái thời gian mà Fed đã tung ra một cái gói cứu trợ. Thì nếu mà chúng ta check cùng daily thì với cái hồi phục của Bitcoin đã có thời điểm lên được mốc là 29.400, rất sát với cả mốc 30.000. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì cái hồi phục Bitcoin chứng lại, thì cái này là cái mà chúng ta cũng có thể dễ hiểu thôi, khi mà vùng 30.000 là vùng cản rất cứng, và nếu mà chúng ta không vượt qua được vùng này thì sẽ có thể là chúng ta sẽ có những sự điều chỉnh, có thể điều chỉnh về 24, 25, 26.000 gì đó, là cái điều hết sức là bình thường trong thời gian sắp tới. Và tháng 4 này cũng sẽ có những cái sự kiện, ví dụ như là nâng cấp ở Shanghai cũng sẽ ảnh hưởng tới giá của BTC. Thì mình cho rằng là BTC trong đầu tháng 4 hoặc là giữa tháng 4 sẽ có thể có cái sự điều chỉnh nhẹ, các bạn nên cẩn trọng và chú ý đến cái điều này. Còn điều chỉnh để mà coi tăng lên tiếp hay không thì chúng ta
sẽ cần phải chờ đợi thêm. Điều chỉnh không có nghĩa nó lại giảm một mạch về 20.000 đâu. Quan điểm là có thể nó sẽ điều chỉnh nhẹ, sau đó nó sẽ còn lấy đà để nó bật liên tiếp. Nên là chúng ta chưa biết được cái xuống này, nếu mà nó chưa phá qua được 30.000 thì chúng ta chưa thể khẳng định được. Nên là nhưng mà trong ngắn hạn chúng ta có thể nhìn thấy được rõ là có thể có khả năng có sự điều chỉnh. Thế nên là những bạn nào mà đang đánh future margin ở trong giai đoạn này thì còn cẩn thận cái chạc giá của Bitcoin, nó sẽ có thể lên xuống khá là thất thường. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay, thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường, các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư, thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây. Mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí. Và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới. Ngoài ra, với những cái bạn mà đang giao dịch margin và future mà các bạn cần sự hỗ trợ từ mình, thì các bạn có thể tham khảo nhóm tín hiệu margin của anh View Capital. Các bạn chỉ cần để lại thông tin ở cái đường link này thì sau đó sẽ có admin liên hệ và hỗ trợ các bạn. Và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture, thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo, thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một vài những thông tin crypto liên quan đến stablecoin là USDC. Thì cụ thể là theo cái dữ liệu của Coinco thì cái vốn hóa thị trường của USDC đang lao dốc tới 10 tỷ đô trong 2 tuần vừa qua. Cụ thể là sau cái lần mất peg diễn ra vào ngày 10 và ngày 2 tháng 3 thì vốn hóa của stablecoin này đã giảm từ 43,5 xuống còn có 36 tỷ đô. Kể từ đó thì vốn hóa của USDC tiếp tục giảm, bây giờ chỉ còn có 32,5 tỷ. Thì cái việc USDC bị giảm giá là cũng là cái điều mình cho rằng dễ hiểu khi tâm lý của nhà đầu tư vào cái đồng stablecoin này đang bị ảnh hưởng. Khi mà trong khoảng giữa tháng 3 thì nó đã bị mất peg ngoại về mức là 0.87 khi mà liên quan đến hàng loạt cái ngân hàng, ví dụ như là Silicon Valley bị sụp đổ chẳng hạn. Và mặc dù đơn vị đứng sau của stablecoin này là Circle thì họ cũng đã khôi phục được 3,3 tỷ đô bị mắc kẹt trong ngân hàng này và kéo cho USDC quay trở lại một đô. Tuy nhiên thì cái việc mà vốn hóa của USDC bị giảm cho rằng là do là cái niềm tin của các nhà đầu tư đang bị mất đi. Tận dụng cái yếu thế này của USDC và áp lực pháp lý đang đè lên USD thì chắc chắn là USDT đang là đồng coin mà đang được gọi là sử dụng nhiều nhất, khi mà họ đã phát hành thêm tới 8 tỷ USDT từ đầu tháng 3. Và cái phần một phần vì nhu cầu trú bão của các nhà đầu tư trên thị trường rất lớn, và một phần là cũng là do bây giờ các nhà đầu tư đang cảm thấy là USDT đang là đồng stablecoin duy nhất mà đang không có một cái vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì mình nghĩ là về lâu về dài thì USDC họ sẽ vẫn có thể là khôi phục được, vì USDC đứng là sau là công ty Circle ở tại Mỹ, thì niêm yết tại Mỹ, thế nên là cái việc mà đánh đổ một công ty như vậy nó cũng không phải một cái điều dễ dàng. Mình cho rằng là thị trường sẽ mất thời gian để mà có thể quay trở lại với USDC. Mặc dù các nhà đầu tư thì đang tương đối là mất niềm tin với USDC, tuy nhiên thì trong DeFi, trong không gian của DeFi thì có thể thấy rằng là USDC vẫn đang là stablecoin thống trị nhất sau khi mà cái sự sụp đổ của ngân hàng SVB bắt đầu lắng xuống. Cụ thể thì trong cái pool thanh khoản tree pool trên giao thức DeFi Curve thì cho thấy rằng là áp lực đối với cả đồng USDC đã giảm thiểu. Cái pool thanh khoản này sở hữu lượng tài khoản trị giá tới 440 triệu USD và là một cái nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái DeFi. Đây là nơi mà các nhà đầu tư có thể chuyển đổi giữa stablecoin USDT, USDC và DAI. Và các cái pool của những cái nền tảng Curve thì cũng đóng vai trò là cái lối thoát hiểm khi mà xảy ra những cái biến động căng thẳng trên thị trường crypto. Và vào tuần trước thì cái giao thức cho vay phi tập trung là MakerDAO đã bỏ phiếu để mà chốt rằng là USDC sẽ tiếp tục là cái tài sản dự trữ hàng đầu của stablecoin DAI của giao thức. Và qua đây có thể thấy là USDC đang dần quay trở lại cái cuộc đua stablecoin trên nền sinh thái DeFi, và mình cho rằng là cũng mất một vài tháng nữa để họ có thể quay trở lại thôi. Cũng không quá là khó khăn đối với cái đồng stablecoin này. Đến với thông tin cuối cùng mà mình muốn update với các bạn ấy, đó là cái việc một cái giải pháp của dự án đang được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây sau cái sự kiện airdrop của ARB của dự án Arbitrum, đó là ZK Sync. Thì cụ thể thì một cái giải pháp của ZK Sync là ZK Sync Era đã phải gặp một sự cố kỹ thuật khi mà cái trình khám phá khối của ZK Sync Era bị lỗi khi mà 3 tiếng liên tiếp không có một khối nào được tạo ra. Và cái này thì đồng nghĩa với việc là chưa có một cái giao dịch nào được thực hiện trong 3 tiếng. Và hiện tại thì vẫn chưa có bất cứ một cái thông báo chính thức nào trên trang Twitter của ZK Sync Era. Tuy nhiên thì cộng đồng của ZK Sync Era thì lại đang đứng ngồi không yên vì những cái sự cố này xảy ra trong khoảng thời gian, nhưng mà chưa hề có cái động thái nào đến từ việc team dev họ sẽ xử lý như thế nào.
Và trước đó thì vào ngày 24 tháng 3 thì ZK Sync Era đã làm bùng nổ không gian ZK EVM khi mà họ đã ra mắt cái bản mainnet đầu tiên mà người dùng họ có thể sử dụng và trải nghiệm. Và với cái việc ra mắt ZK Sync Era thì càng làm cho người dùng tin tưởng rằng là ZK sẽ sau đó sẽ drop tương tự như là Arbitrum. Và theo mình thì đây cũng chính là lý do tại sao mà khiến cho mạng lưới của ZK Era đang bị chững lại do quá nhiều người sử dụng nền tảng này để giao dịch, để mà có thể làm retroactive để sau này có thể nhận airdrop. Thì nếu mà tính từ cái thời điểm trước khi mà gặp sự cố nghẽn mạng ấy, thì cái TVL trên cái mạng lưới của ZK Era theo DefiLlama đã có cái sự tăng trưởng liên tục lên tới là 35 triệu đô. Vậy nên theo mình vào những thời điểm như thế này, người dùng sẽ cần hạn chế phát sinh những cái giao dịch trên mạng lưới này để tránh làm cái tổn thất ngoài ý muốn. Đồng thời thì mọi người cũng cần theo dõi những cái trang thông tin chính thức của đội ngũ ZK Era để mà cập nhật những cái tình hình sửa lỗi mới nhất. Ok, thì đó là một số những cái thông tin mình muốn update với các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn. Các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh cũng như là ấn quả chuông bên cạnh để sắp tới có những video nào mới các bạn sẽ không bị bỏ lỡ và sẽ được update tất cả những cái thông tin. Xin chào và hẹn gặp các bạn.